thân mến, chào quý khán thính giả đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn sáng thứ Bảy 21 tháng 7 2012. Trước tiên, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Phúc Âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse tại North Carolina do SBTN North Carolina ghi hình. Phúc Âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Charlotte, bang North Carolina. Chúng tôi là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Kính chào cha. Hôm nay là Chủ nhật ngày 22 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Sau khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng và căn dặn các ông về việc chuẩn bị hành trang cho cuộc hành trình, các ông đã làm theo lời Chúa Giêsu và công việc mục vụ bắt đầu có kết quả. Dân chúng khắp nơi đã tuôn đến để nghe lời Chúa. Với những thành quả tốt đẹp này, các môn đệ đến báo cáo với Chúa Giêsu. Sau khi nghe xong, Chúa Giêsu bảo họ rằng: "Các con hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi." Cùng lúc đó, Chúa Giêsu cũng nhìn thấy đám đông dân chúng đang mong mỏi được nghe lời Chúa, nên chính Chúa Giêsu đã giảng dạy họ. Phúc âm tuần này đã ghi lại hai nhu cầu cần thiết mà chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy. Chúa thấy các môn đệ cần được nghỉ ngơi, và Chúa thấy giáo dân cần được chăm sóc mục vụ liên lỉ. Có lẽ đối với giáo dân, nhu cầu cần được chăm sóc mục vụ thì dễ hiểu hơn là nhu cầu cần được nghỉ ngơi của các vị chủ chăn. Có lẽ vì vậy mà ngày xưa chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy nhu cầu cần nghỉ ngơi của các môn đệ, còn những người khác thì không ai nhìn thấy. Tôi còn nhớ trước khi làm linh mục, tôi có nghe các cha chia sẻ về cuộc sống mục vụ của các ngài, nhưng tôi không cảm nhận được điều gì hết. Sau khi tôi được thụ phong linh mục, lúc đó tôi mới cảm thông được vai trò, trách nhiệm của một linh mục. Và sau khi làm cha xứ, tôi mới hiểu được gánh nặng của một cha xứ. Và tôi mới hiểu tại sao chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy được sự mệt mỏi và nhu cầu cần được nghỉ ngơi của các môn đệ, còn những người khác thì không ai nhìn thấy. Hôm nay khi nghe Chúa Giêsu nói: "Các con hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi", tôi luôn tin tưởng đây là một nhu cầu cần thiết. Về nhu cầu thiêng liêng của giáo dân, Phúc Âm đã nói họ như đàn chiên cần có người chăm lo. Họ cần có một chủ chăn biết chăm lo cho họ. Họ cần một chủ chăn biết hướng dẫn họ theo nẻo chính đường ngay. Họ cần một chủ chăn siêng năng làm việc mục vụ. Họ cần một chủ chăn biết làm tấm gương tốt cho họ. Họ cần có một chủ chăn biết thờ phượng Chúa một cách sốt sắng. Đây là những nhu cầu thiêng liêng căn bản mà mỗi người giáo dân cần được chăm sóc. Thường thì những nhu cầu thiêng liêng này được chăm sóc khá đầy đủ. Công việc mục vụ được thi hành hàng ngày, nhưng vì nó được thi hành hàng ngày cho nên ít có ai đề cập đến. Chúng ta thỉnh thoảng hay nghe một số giáo dân than phiền, và khi chúng ta nghe kỹ vấn đề, chúng ta phát hiện ra việc này. Phần đông vấn đề không phải là nhu cầu thiêng liêng đó không được chăm sóc. Vấn đề là nhu cầu thiêng liêng họ muốn không được thi hành theo ý riêng của họ. Cho nên một số người đó vì không được như ý họ muốn đã trở nên bức xúc và than phiền. Thêm một yếu tố nữa là chúng ta thường được nghe nói các môn đệ của Chúa Giêsu thì phải hy sinh. Cho nên tâm trí của một số người nghĩ rằng các linh mục phải hy sinh làm theo sở thích của họ. Điều này chưa nói đến một số giáo dân nghĩ rằng khi họ có công với giáo xứ thì họ yêu cầu điều gì cha xứ cũng phải vị nể mà làm theo. Còn khi những yêu cầu của họ không được như ý thì lúc đó họ có vấn đề. Cho nên chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa sở thích cá nhân và những nhu cầu thiêng liêng đang được chăm sóc. Khi chúng ta có nhu cầu về phần linh hồn, về phần thiêng liêng, chúng ta hãy cố gắng thu xếp thời giờ và công việc của mình
để chúng ta lãnh nhận những nhu cầu thiêng liêng một cách đầy đủ và tốt đẹp. Hãy cố gắng thu hẹp ý riêng của mình lại và tôn trọng những người chung quanh mình một chút. Trước mặt Chúa, mọi người đều được yêu thương giống như nhau. Chúng ta hãy tránh bớt tội kiêu ngạo là tự cho mình đáng được ưu tiên và đáng được ưu ái hơn những người khác. Và đừng trở nên bức xúc khi mình cũng được yêu thương giống như bao nhiêu người khác. Có lẽ sau khi suy niệm lời Chúa qua bài phúc âm tuần này, chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa nhu cầu và sở thích riêng. Khi nhu cầu thiêng liêng của chúng ta được chăm sóc, chúng ta hãy biết tỏ lòng cảm kích và cảm tạ ơn Chúa, mặc dù nhu cầu này được đáp ứng không theo ý riêng của mình. Thứ hai, chúng ta nên ghi nhớ rằng trong một giáo xứ có đến hàng nghìn giáo dân với nhiều nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau, trong khi đó cha xứ thì chỉ có một. Khi chúng ta hiểu được những điều này, có lẽ chúng ta sẽ bớt đi tính than phiền khi mình không được như ý mình muốn, và chúng ta cũng sẽ giảm bớt tính tự cao, tự cho mình phải được ưu tiên và ưu ái hơn những người khác. Trước mặt Chúa, chúng ta đều được yêu thương giống như nhau. Thưa cha, đối với một số giáo dân Việt Nam bên Mỹ, họ cứ tưởng là mỗi tuần cha chỉ có việc dâng thánh lễ là xong. Vậy cha có thể nào chia sẻ với chúng con về những công việc mục vụ của cha trong giáo xứ được không ạ? Vâng, đúng như ông vừa nói, một số giáo dân quả thật đã có ý nghĩ như vậy. Họ tưởng là làm cha xứ chỉ có việc dâng lễ mỗi Chủ nhật mà thôi, còn trong tuần thì được nghỉ ngơi. Mặc dù các cha xứ đã có nghe đến sự hiểu lầm này, nhưng ít khi các cha xứ giải thích cho giáo dân biết về công việc mục vụ của mình bận rộn như thế nào. Hôm nay tôi cũng không có ý định giải thích về công việc mục vụ của một cha xứ. Nhưng vì ông đã hỏi, nên tôi xin được mạn phép nhắc lại ba vai trò chính yếu mà một cha xứ cần phải thi hành: vai trò thánh hóa, giảng dạy và cai quản. Nếu một cha xứ chuyên tâm chu toàn ba vai trò này, thì quả thật ngài không còn thời giờ để nghỉ ngơi. Trong vai trò thánh hóa, những việc cha xứ cần phải làm là đọc kinh, cầu nguyện và dâng lễ hàng ngày. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của một chủ chăn, phải cầu nguyện cho đàn chiên của mình. Bên cạnh đó, cha xứ cần phải ban các bí tích, rửa tội, giải tội, hôn phối sức dầu v.v. Đây là vai trò thiêng liêng rất quan trọng để thánh hóa bản thân và thánh hóa giáo dân, và mang đến phần rỗi linh hồn cho giáo dân và cho bản thân mình. Trong vai trò giảng dạy, những việc cha xứ cần phải làm là dạy giáo lý, dạy giáo lý tân tòng, giáo lý hôn nhân, giáo lý cho trẻ em, soạn bài giảng cho các thánh lễ hàng ngày, các thánh lễ trọng và các thánh lễ Chúa Nhật. Cha xứ luôn cần thời giờ để nghiên cứu và học hỏi thêm về mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, cha xứ cần phải an ủi, hướng dẫn và cảm thông với những cá nhân hoặc gia đình khi họ gặp khó khăn. Đây là vai trò mà giáo dân ít khi nhìn thấy. Trong vai trò cai quản, những việc cha xứ cần phải làm là những công việc về hành chánh và tài chánh. Hành chánh là những công việc điều hành của một giáo xứ. Công việc này liên quan từ nhân viên, các hội đồng, các hội đoàn, các thiện nguyện viên cho đến bảo trì và sửa chữa cơ sở vật chất v.v. Có lẽ công việc này tùy ở giáo xứ lớn hay nhỏ, và có lẽ ở bên Mỹ có phần bận bịu hơn. Về tài chánh, mặc dù bên Mỹ cha xứ có nhân viên kế toán và hội đồng tài chánh giúp đỡ, nhưng việc kiểm soát và phê chuẩn các chi thu cuối cùng vẫn là cha xứ.
việc lên kế hoạch để củng cố và phát triển một giáo xứ vẫn là cha xứ. Hay nói một cách nôm na dễ hiểu, từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất trong một giáo xứ đều nằm trong trách nhiệm của cha xứ. Vậy xin quý ông bà và anh chị em hãy cầu nguyện cho các cha xứ và cho tôi nhiều hơn nữa. Thưa cha, trong phúc âm chỉ có Chúa Giêsu nhận ra nhu cầu cần nghỉ ngơi của các môn đệ. Còn những người khác thì không ai nhìn thấy nhu cầu này. Và ngày nay cũng vậy, rất ít giáo dân nhìn thấy nhu cầu này của các cha. Cha nghĩ có cách nào giúp cho giáo dân hiểu được hay không? Cảm ơn chị đã có lòng nghĩ đến các cha. Có lẽ ai trong chúng ta cũng còn nhớ câu thơ của văn hào Nguyễn Du: đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chúa Giêsu đã mang thân phận con người, đã đi rao giảng, đã gặp khó khăn, đã bị người đời khước từ, đã phải đối diện với những sự chống đối, đã phải chăm lo cho biết bao nhiêu người theo mình, đã phải cố gắng để thi hành sứ vụ của mình, đã cảm nhận được sự mệt mỏi của con người. Chính Chúa Giêsu đã trải qua tất cả những gì mà các môn đệ của Chúa đang gặp. Cho nên Chúa Giêsu đã nhìn thấy và cảm thông ngay nhu cầu cần được nghỉ ngơi của các môn đệ. Trong khi đó những người khác thì không thể cảm nhận được. Có lẽ vì họ không phải là linh mục. Tôi nghĩ đúng như vậy. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Trình phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.